Xin chào quý vị và các bạn. Phán quyết của tòa trọng tài về vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông. Theo đó, Bắc Kinh không có quyền lịch sử về nguồn tài nguyên được quy định ở trong vùng biển của đường 9 đoạn là sự kiện nóng bỏng, thu hút sự quan tâm của công chúng cả trong và ngoài nước. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về ý nghĩa của phán quyết này, ảnh hưởng của nó tới cục diện Biển Đông và các nước liên quan. Sau 3 năm xem xét đơn kiện, với 4.000 trang tài liệu chứng cứ và 2 lần phân xử, lúc 16 giờ chiều ngày 12 tháng 7 giờ Việt Nam, Tòa trọng tài thường trực PCA tại Hà Lan đã ra phán quyết Bắc Kinh không có quyền lịch sử ở Biển Đông. Theo phán quyết, tuyên bố chủ quyền đường 9 đoạn, cái mà Trung Quốc gọi là quyền lịch sử, là trái ngược với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Trung Quốc không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào để tuyên bố quyền lịch sử đối với những tài nguyên biển trong đường 9 đoạn. PCA phán quyết bác bỏ đường lưỡi bò trong bản đồ năm 1947 của Bắc Kinh. Cũng theo phán quyết, PCA khẳng định Trung Quốc cản trở Philippines thực hiện quyền đánh bắt tại bãi cạn Scarborough là ngư trường truyền thống của Philippines. Trung Quốc gây thiệt hại lâu dài, không thể khắc phục đối với hệ sinh thái dải san hô ngầm ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Và những đợt tuần tra của các tàu Trung Quốc gây ra mối đe dọa va chạm với tàu cá Philippines, Ba Bình và những bãi đá khác ở quần đảo Trường Sa chỉ là đá và Trung Quốc không có quyền tuyên bố bất kỳ vùng đặc quyền kinh tế nào ở Trường Sa. Phán quyết còn chỉ ra rằng trong quá trình phân xử vụ kiện, Trung Quốc đã làm trầm trọng thêm và kéo dài tranh chấp thông qua hoạt động cải tạo đất, xây dựng đảo nhân tạo cùng các cơ sở trên đó tại các khu vực tranh chấp. Hai vị khách mời sẽ tham gia bình luận với Vietnam Today hôm nay. Người thứ nhất nguyên là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, thành viên Ban chỉ đạo Diễn đàn Đại dương Toàn cầu, một tổ chức hỗ trợ kỹ thuật cho Liên Hiệp Quốc các vấn đề về đại dương, giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi. Vị khách mời thứ hai nguyên là trưởng ban biên giới của Chính phủ, ông cũng là Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Philippines, chuyên gia về biên giới lãnh thổ quốc gia từ năm 1976 đến nay. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Trần Công Trục. Xin cảm ơn hai vị khách mời rất nhiều đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chắc chắn là hai vị chuyên gia rất bận rộn sau khi phán quyết của Tòa trọng tài về vụ kiện Philippines Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông ạ. Xin được hỏi riêng về mặt cá nhân, ở cái thời điểm mà nghe tuyên bố của Tòa trọng tài về phán quyết này thì hai vị chuyên gia đã có cảm xúc như thế nào, thưa Tiến sĩ Trần Công Trục? Tôi rất mừng, rất phấn khởi, còn vượt hơn những cái gì tôi mong đợi. Tôi thực ra là cho rằng là cái vụ kiện, cái kết quả nó sẽ đi theo cái chiều hướng đúng như cái phán quyết. Hai vị chuyên gia có cho rằng phán quyết của Tòa trọng tài thì sẽ có ảnh hưởng tích cực đến những nước có quyền lợi gắn chặt với Biển Đông, trong đó có Việt Nam hay không ạ? Điều ấy là chắc chắn, rất là rõ ràng, rất là đương nhiên. Xin cảm ơn những chia sẻ hết sức ngắn gọn của hai vị chuyên gia. Chúng ta sẽ nhìn lại vụ kiện của Philippines bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 năm 2013. Ngày 22 tháng 1 năm 2013, Philippines đã đệ đơn kiện lên Tòa trọng tài thường trực, kiện cách Trung Quốc giải thích và áp dụng Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 ở Biển Đông. Ngày 19 tháng 2 năm 2013, Trung Quốc từ chối tham gia vụ kiện bằng văn bản. Ngày 21 tháng 6 năm 2013, Tòa trọng tài được thành lập gồm 5 thành viên do thẩm phán Thomas Mensa, người Ghana, chủ trì. Ngày 29 tháng 10 năm 2015, Tòa trọng tài ra phán quyết khẳng định quyền xét xử vụ kiện của Philippines. Từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 11 năm 2015, Tòa trọng tài có phiên điều trần cuối cùng về vụ kiện, dự kiến đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 12 tháng 7 năm 2016. Trong suốt hơn 3 năm qua, Trung Quốc liên tục bác bỏ vụ kiện của Philippines và từ chối tham gia các phiên tranh tụng. Bắc Kinh nhiều lần tuyên bố phớt lờ phán quyết, cho rằng PCA không có quyền tài phán, đồng thời đẩy mạnh chiến dịch truyền thông phản đối phán quyết của PCA trong tuần qua. Tòa trọng tài thường trực khẳng định quyền tài phán với 7 trong số 15 nội dung Philippines khởi kiện. Các nội dung này liên quan tới tính pháp lý của các đá và bãi cạn trên Biển Đông mà Trung Quốc đang chiếm đóng bồi lấp nhằm hiện thực hóa yêu sách chủ quyền.
tòa cũng tiếp nhận đơn kiện của Manila về việc Trung Quốc cản trở ngư dân đánh bắt cá trên Biển Đông, cũng như việc tàu Trung Quốc gây nguy hiểm cho các tàu hành pháp Philippines trên các thực thể tranh chấp ở Biển Đông. Thưa hai vị khách mời, chúng ta vừa mới nhìn lại toàn cảnh của vụ kiện ạ. Hai vị khách mời có đánh giá như thế nào về chặng đường 3 năm mà Philippines kiện Trung Quốc liên quan đến các vấn đề Biển Đông cũng như phản ứng của hai nước trong cả cái chặng đường như vậy? Theo tôi được theo dõi và tiếp xúc đó, cũng nhiều người cũng chưa hiểu một cách thấu đáo cái bản chất của cái đơn kiện này là kiện cái gì. Và cái tòa án thường trực trọng tài mà thành lập ra đó, gồm 5 thành viên đó, họ có cái thẩm quyền xét xử cái loại việc gì? Cái đơn kiện của Philippines thì người ta kiện ở một cái loại việc, đó là kiện về cái việc giải thích và áp dụng cái công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Tức là cái việc Trung Quốc họ đã cố tình giải thích, áp dụng sai để đưa ra những yêu sách vượt quá những cái quy định của công ước. 15 cái nội dung, 15 cái điểm trong cái đơn kiện đó thì họ gạt đi 8 cái điểm và giữ lại phán quyết xem xét thủ lý 7 điểm thôi. Phán quyết vừa rồi nó đề cập hết 7 cái điểm đó, mà với 3 cái nội dung quan trọng nhất của cái 7 điểm được tóm tắt là cái thứ nhất là người ta phản bác cái gọi là cái quyền lịch sử đối với nguồn tài nguyên nằm trong cái vùng biển mà do cái đường lưỡi bò bao quanh lấy. Đây là một cái loại việc. Cái loại việc thứ hai là các phán xét về các cái thực thể ở trong cái quần đảo Trường Sa, tất cả các cái cấu trúc, các cái thực thể địa lý của cái quần đảo Trường Sa này không có cái giá trị, có hiệu lực để tính được cái vùng đặc quyền về kinh tế 200 hải lý. Họ phán quyết đến những cái hành động của Trung Quốc, nó trong cái việc ngăn cản cái Philippines thực hiện các quyền của mình ở cái vùng đặc quyền kinh tế và đặc biệt xung quanh cái vùng Scarborough, rồi lên án cái hành động của Trung Quốc trong cái việc mà khai thác các nguồn tài nguyên một cách quá mức để gây đến cái tình trạng ô nhiễm, tình trạng suy thoái của nguồn tài nguyên. Rồi cái việc mà Trung Quốc cải tạo, đào bới để mà xây các đảo nhân tạo. Và tất cả ba cái vấn đề đó được tòa xem xét. Chính là khẳng định một lần nữa cái thượng tôn pháp luật, khẳng định một được cái giá trị hiệu lực của cái công ước của Liên Hợp Quốc và luật biển năm 1982. Những điều đó đã vượt quá cái kỳ vọng của ông phải không ạ? Đúng như vậy. Vậy trước kia đấy ông có kỳ vọng thực gì? Ra là trước đây tôi cũng đã có suy nghĩ là chắc chắn là những cái điều mà Philippines kiện và cái việc mà tòa là khẳng định được thẩm quyền mình, thì tôi nghĩ rằng là với những người thẩm phán được lựa chọn, như chúng biết là những người có trình độ luật pháp rất uyên thâm, và đặc biệt cũng là những người mà có một cái bản lĩnh và có một cái công tâm, thì tôi cũng rất hy vọng khi mà tôi được nghe cái thông cáo báo chí về cái khẳng định cái thẩm quyền rồi đó, thì tôi cũng rất tràn trề hy vọng và tôi tin rằng với những cái người thẩm phán này chắc chắn là mọi vấn đề đều được phán quyết một cách sòng phẳng rõ ràng. Vâng. Nhưng mà sau đó đến cái giai đoạn mà Trung Quốc mở cái chiến dịch vận động gây sức ép và tuyên truyền rất là rầm rộ trên các phương tiện đấy, và thậm chí có một số ý kiến có vẻ chung chiên, thậm chí có ý kiến là tỏ ra cái thái độ là không ủng hộ cái phán quyết đó, thì tôi cũng nghi ngại một tí. Có lẽ là nếu trong tình hình này phải chăng là hy vọng rằng là hội đồng trọng tài sẽ có thể phán quyết được một nội dung, mà tôi hy vọng cái nội dung số 1 là nội dung về cái liên quan đến cái đường chín đoạn, mà nếu được cái đó cũng là thắng lợi rất lớn rồi. Thế mà không ngờ rằng tất cả ba mấy vấn đề đã được đề cập đến. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi ạ, vậy ông thì đánh giá thế nào ạ? Chặng đường 3 năm theo đuổi vụ kiện của Philippines đã đạt được kết quả xứng đáng hay chưa ạ? Thực ra nói đến cái vụ kiện về biển với đại dương trong những cái vấn đề như thế thì 3 năm cũng không phải là dài. Thế tuy nhiên là 3 năm vừa rồi là 3 năm hết sức phức tạp, rất vất vả. Nó phải giải quyết nhiều mối quan hệ trước cái phản ứng của Trung Quốc ngay từ đầu. Như anh Trục đã phân tích, tôi không muốn nói lại. Cái thứ hai là mối quan hệ giữa chính Trung Quốc với Philippines, giữa Trung Quốc với tòa. Cho nên là cái quá trình, phải nói rằng cái quá trình ấy nó cam go, quyết liệt. Cho nên là thông qua đó với cái kết quả phán quyết vừa rồi, thì tôi cho rằng là tòa rất vững vàng về mặt chuyên môn, rất bám sát vào pháp luật
và như anh Trục nói đấy, nó thể hiện là đã cho thế giới thấy là, và thế giới và ngay cả Trung Quốc phải nhận thức là cái thượng tôn pháp luật là một cái đòi hỏi cao nhất đối với các thành viên của Liên Hợp Quốc và đặc biệt đối với những thành viên của chính Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Cái đó là cái thắng lợi. Và Trung Quốc thì dùng nhiều kiểu chuyển hướng từ cái chuyện rằng sử dụng Công ước để biện giải cho một số vấn đề, rồi có những lúc thì phản đối Công ước, nói đến cái quyền lịch sử thôi của cái đường chín đoạn. Nhưng rồi gần đây ấy, thì lại dẫn đến rằng là thấy rằng nó cũng khó thoát ra khỏi những cái ràng buộc pháp lý quốc tế, nó khó. Thì tôi cho rằng Trung Quốc đã sử dụng một cái cách, tức là giải thích Công ước theo kiểu lợi ích riêng của mình. Tôi rất là tâm đắc là Trung Quốc họ tìm mọi cách. Mà nên nhớ rằng là có thể nói lấy một cái cuộc đấu hết sức cam go trên phương diện pháp lý đấy. Một lần nữa tôi rất là khâm phục, đánh giá rất cao năng lực chuyên môn và cái công tâm của những người thẩm phán đã được lựa chọn ra để đưa được một phán quyết này là một cái dấu ấn lịch sử, có thể là một cái công lao trong cái việc đóng góp cho nhân loại về cái bảo vệ cái chân lý, bảo vệ Công ước của Liên Hợp Quốc trước cái tình hình có thể bị mất hiệu lực, bị đổ vỡ bởi những tính toán. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, thì ông đánh giá như thế nào về việc là ảnh hưởng của cái phán quyết này đối với nước trên thế giới nói chung và đặc biệt là đối với những nước mà có quyền lợi gắn chặt đối với Biển Đông? Cái ảnh hưởng thứ nhất là nó cho mọi người thấy rằng là cái gậy công lý, cái gậy luật pháp của quốc tế vẫn là cái chỗ dựa của nhiều quốc gia. Bởi chúng ta có một Liên Hợp Quốc giống như một cái đại quốc gia, mà chúng ta không dựa vào một cái trục pháp luật nào đó thì nó cũng là hỗn loạn. Đó chính là cái cơ sở pháp lý rất rõ ràng, minh bạch. Nó bác đi cái tính chất phi lý đơn phương của cái không gian đường lưỡi bò mà Trung Quốc tuyên bố. Và Trung Quốc cho rằng đấy là cái vùng nước lịch sử. Thì bây giờ thứ hai là nó rất là hay ở chỗ rằng là nó tạo cơ sở pháp lý như anh Trục phân tích ấy. Tức là các cái đảo, một đảo thật ấy, đảo theo đúng nghĩa của nó ấy, thì chỉ được một cái quyền 12 hải lý. Thế như vậy là, và nói như thế có nghĩa là cả một cái quần đảo Trường Sa, các thực thể là đảo ấy, không phải là một khối thống nhất để anh có quyền tuyên bố 200 hải lý chung quanh toàn bộ quần đảo Trường Sa. Mà ở đấy mỗi thực thể trong ấy là nó 12 hải lý. Cho nên có nghĩa là gì? Nó đã thừa nhận về mặt pháp lý rằng ở trong vùng Biển Đông cũng như ngay trong khu vùng quần đảo Trường Sa là có tồn tại những vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia, những vùng biển mà quốc tế được quyền sử dụng. Đấy. Cho nên là mình nối cái đấy mình mới thấy rằng là những cái phán quyết nó đi sát thế, cái lợi ích như thế nó rất có lợi. Vấn đề như tôi nói, các nước khai thác đến đâu được những cái lợi ích này, nó lại là bước đi thứ hai. Và quan trọng hơn nữa là nó, cái sứ mạng bây giờ nó thuộc về trước hết là Philippines, là ứng xử như thế nào để mà khai thác được những cái lợi thế mà chính cái phán quyết nó đem lại. Họ khẳng định là không thể không, tức là không từ bỏ cái lợi ích về cốt lõi quốc gia, về chủ quyền. Nước nào cũng thế, đó là chủ quyền thiêng liêng. Thế, tuy nhiên thì Philippines cũng luôn sẵn sàng sử dụng những cái giải pháp, nhất là đàm phán, hòa bình, để mà những cái phán quyết ấy có thể đi đến cái việc thực hiện một cách tốt nhất. Tức là tôi cho rằng đấy là cũng là khôn khéo. Từ cái việc chọn vấn đề để kiện, cho đến cái vấn đề đưa ra cái liều lượng nó vừa phải. Tôi nghĩ rằng là cũng đánh giá rất cao về cái hành động của Philippines là tìm ra được những cái nội dung thích hợp và sử dụng được cái thủ tục pháp lý thích hợp để kiện lên. Đó một cách thành thật, đấy là những cái người mà họ cho ta những cái bài học rất quý trong quá trình sử dụng cái biện pháp đấu tranh pháp lý này. Tôi cũng rất đồng tình với nhiều ý kiến cho rằng cái phán quyết này và cái động cơ của Philippines kiện và đặc biệt cả cái hội đồng trọng tài họ xem xét này không phải để nói rằng Trung Quốc thua hoặc là Philippines thắng, không phải thắng thua ở chỗ này, mà cái thắng ở đây chính là bảo vệ cho được cái công lý, bảo vệ cho được cái chính nghĩa và đặc biệt bảo vệ cho được cái Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển của mà nhân loại đã dày công xây dựng nó và trở thành như là hiến chương xanh của nhân loại, đúng không? Cho nên cái đó hết sức quan trọng, và đấy mới là cái thắng lợi mà tôi nghĩ, và cái cơ sở đó mới bảo vệ cho được các quyền và lợi ích chính đáng của các nước trong khu vực. Mà tôi xin nói với các bạn,
cũng chính là bảo vệ ngay cái quyền và lợi ích chính đáng của Trung Quốc nữa đấy. Tôi xin nhắc chữ chính đáng. Đấy là hai nữa, nó cái này nếu mà nó được thực thi như vậy và rõ ràng xác thực thì chính là cũng bảo vệ cho uy tín của Trung Quốc. Mà tôi xin nói với các bạn, tôi cũng đã theo dõi cái câu chuyện của quá trình mà xây dựng công ước này, thì Trung Quốc là một cái nước thành viên, hiện nay họ là thành viên chính thức, nhưng mà họ là cái một trong những bên mà có thể có những công lao rất lớn. Có thể nói đây là một cái nước tiên phong trong các cái nước mà đang phát triển để đóng góp công sức vào xây dựng công ước này. Thì tôi nghĩ rằng chắc chắn họ sẽ hiểu rất rõ cái giá trị đó đến đâu và cần phải sử dụng như thế nào. Và tôi tin rằng những người Trung Quốc, những người nghiên cứu và những người làm công việc này và kể cả công chúng mà của người Trung Quốc mà có trí trong cái vấn đề này thì chắc họ sẽ nhận rõ vấn đề. Và tôi tin rằng là họ sẽ có được những cái ứng xử thích hợp nhất để bảo vệ cho được công lý này và cũng chính bảo vệ cho cái thanh danh uy tín của cái nước Trung Hoa mà mọi người hết sức ngưỡng mộ. Chỉ mới bắt đầu cuộc trò chuyện thôi nhưng mà hai chuyên gia đã cho tôi và các khán giả được có thể biết được đến nhiều hơn, chi tiết hơn về nội dung hay là những cái thứ đằng sau của cái phán quyết của tòa trọng tài. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi phán quyết của tòa trọng tài về vụ Philippines kiện Trung Quốc về yêu sách đường chín đoạn thì các nước trên thế giới cũng đã có phản ứng như thế nào? Sau khi tòa trọng tài thường trực tuyên bố Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên bên trong đường lưỡi bò, Trung Quốc ngay lập tức lên tiếng phản đối phán quyết này và khẳng định Bắc Kinh không bị ràng buộc bởi bất kỳ phán quyết nào. Trong khi đó, về phía Philippines, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Perfecto Yasay cho biết nước này hoan nghênh phán quyết của tòa trọng tài khi tuyên bố rằng Trung Quốc không có các quyền lịch sử ở Biển Đông. Philippines cũng thúc giục các bên kiềm chế sau phán quyết của PCA. Ngoài hai nước có liên quan trực tiếp tới vụ kiện, Mỹ, Nhật, Úc và Việt Nam là một trong những nước có phản ứng sớm nhất và ủng hộ mạnh mẽ nhất phán quyết này. Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định phán quyết của tòa trọng tài là đóng góp quan trọng đối với mục đích chung của giải pháp hòa bình cho các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumiko Kishida khẳng định phán quyết về Biển Đông của PCA là cuối cùng và mang tính ràng buộc về mặt pháp lý, các bên trong vụ kiện cần phải tuân thủ. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop cho rằng Bắc Kinh sẽ đứng trước nguy cơ tổn hại danh tiếng và uy tín nếu nước này phớt lờ phán quyết do tòa trọng tài thường trực đưa ra hôm 12 tháng 7. Những nước khác như Singapore, Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ, Ba Lan cũng như các tổ chức như Liên minh châu Âu, G7 và hàng chục quốc gia khác kêu gọi các bên liên quan tôn trọng đầy đủ các quy trình pháp lý và ngoại giao, kiềm chế và tránh tiến hành bất kỳ hoạt động nào có thể gây căng thẳng trong khu vực. Hai vị chuyên gia đánh giá như thế nào về phản ứng của các nước ạ, thưa tiến sĩ Trần Công Trục? Cái dư luận của các cái nước cũng như là dư luận nói chung, trong dân chúng nói chung thì hầu như là đều hưởng ứng và hoan nghênh cái phán quyết này. Tất nhiên là không phải tất cả, còn có một số cái quốc gia khác thì người ta lại vì những lý do khác nhau quay lưng lại và thậm chí nói rằng là không ủng hộ cái này. Thế nhưng tôi muốn nói rằng là cái hiện tượng đó cũng là rất là bình thường. Khi phán quyết của tòa ra rồi là trung thẩm, là tối hậu, là bắt buộc các bên là thành viên của công ước là phải chấp hành. Cho nên là dù anh có phản đối hoặc là ủng hộ thì nó cũng không có thay đổi được cái quyết của tòa rồi. Dư luận người ta cũng rất là nói đúng mức đấy, bởi vì người ta mong rằng là các bên có liên quan đến cái phán quyết này, đặc biệt những bên trực tiếp đấy, như là Philippines, Trung Quốc cần phải nghiêm túc, thận trọng, nghiên cứu và đánh giá cho đúng mức cái ý nghĩa của phán quyết này. Đừng dùng cái phán quyết này tạo ra những cái cớ để gây ra những căn tranh chấp phức tạp. Và đừng vì cái phán quyết này để mà bị các cái lực lượng khác nó lợi dụng vì những động cơ chính trị. Đấy là những ý kiến hết sức chuẩn xác. Và đấy mới là những ý kiến có trách nhiệm trong một cái thế giới mà người ta phải dùng đến pháp lý để sử dụng các cơ quan tài phán cũng chuyện rất bình thường. Thì tôi nghĩ là tất cả những cái điều đó để nói rằng là chúng ta rất là bình tĩnh, để khéo léo, để mà có đánh giá đúng mức cái này và triển khai những cái biện pháp có thể được để mà làm sao tạo cơ hội cho các bên họ có thể thực hiện tròn cái quyền và cái nghĩa vụ của người ta
Đấy là cái điều mà chúng ta nên làm. Chứ không nên đẩy người ta, hay là không nên tạo ra những cái xung đột, tạo ra những cái ý kiến mới cãi nhau. Cái nhóm nước mà giữa là nhiều, nhưng mà tôi cho nó đúng. Bởi vì thực chất cái phán quyết này là nó cung cấp cho những cái cơ sở pháp lý của những vấn đề phải nói rất cơ bản. Mà chính đấy là nền tảng để khi chúng ta tiếp tục sử dụng những cái công cụ đàm phán như trước đây. Mà trước đây khi chúng ta đàm phán thì cái anh lớn anh cứ bảo là của anh hết thì còn đàm phán cái gì nữa. Thế nhưng mà bây giờ phải ngồi lại, phải lọc lại từng ý một, các bên đều cảm thấy cái ý để mà có thiện chí. Tôi cho rằng cái xu hướng nó sẽ phải là như thế. Dù rằng là vẫn có thể là gây sức ép, kể cả trong đàm phán. Nhưng đây chính là cái căn cứ. Mà nếu bên nào biết khai thác tốt cái phán quyết này thì nó sẽ tạo ra được nhiều lợi ích hơn từ cái phán quyết và lợi ích thực tiễn. Thì tôi cho rằng cái đó là cái cũng đáng là trân trọng. Và như thế tổng lại thì cái mức 1, mức 2 là chiếm tuyệt đại đa số. Thế như vậy là cái phán quyết được ủng hộ, tôi cho rằng một cái cách tích cực. Vậy những cái phản ứng của thế giới thì chúng ta cũng đã biết rồi, những cái chuyên gia trong nước cũng và quốc tế thì cũng liên tục đưa ra những cái bình luận sau phán quyết của tòa trọng tài. Ở đây chúng tôi muốn trích dẫn một bình luận, một phân tích của một chuyên gia tên là ông Hoàng Anh Tuấn, nguyên viện trưởng Viện Chiến lược Học viện Ngoại giao. Thì ông Hoàng Anh Tuấn có đưa ra 3 khả năng cục diện sẽ như thế nào sau khi có phán quyết của tòa trọng tài. Ở khả năng thứ nhất thì tình hình sẽ cơ bản không thay đổi nhiều. Tình hình thực tế thì đã xấu rồi và Trung Quốc đã tôn xong các đảo đá nhân tạo và đạt được cái họ muốn. Tình hình thế giới, khu vực và so sánh lực lượng hiện nay sẽ khiến không bên nào dám mạo hiểm vì rút dây có thể động rừng và lợi bất cập hại vì lợi ích quá ràng buộc giữa các bên. Và khả năng thứ hai là tình hình sẽ xấu đi. Trung Quốc sẽ lập vùng nhận dạng phòng không ADIZ đánh chiếm thêm các đảo ở Biển Đông và tạo căng thẳng mới ở khu vực. Mỹ nhảy vào can thiệp và tình hình xấu là do Trung Quốc nhận định rằng họ đang bị dồn vào đường cùng, Mỹ thì chưa sẵn sàng, trong khi cái giá Trung Quốc phải trả không quá lớn và được nhiều hơn mất. Khả năng thứ ba được chuyên gia này đưa ra đó là tình hình sẽ khá lên, theo nghĩa là khu vực có an ninh và ổn định hơn trước. Tuy bác bỏ phán quyết bất lợi của PCA và liên tục nói Trung Quốc không bị ràng buộc của phán quyết, song trên thực tế Trung Quốc rất lo ngại và không muốn một phán quyết bất lợi. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào thì phán quyết của PCA cũng có tính ràng buộc đối với tất cả các thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển và không muốn bị ràng buộc thì Trung Quốc phải rút khỏi công ước này trước ngày phán quyết. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, ông nghiêng về khả năng nào? Thực ra thì tôi hơi trộn lẫn tí. Bởi vì cả ba khả năng này đều xảy ra, đều có thể xảy ra. Nhưng mà theo những các cái lộ trình, cái khả năng 1 với 2 ấy, là nó dễ xảy ra cái khúc đầu. Thế đến cái khúc sau ấy, chính là cái kịch bản 3. Cái kịch bản 3 là nó có trong đầu anh rồi. Thế nhưng mà nó vẫn xảy ra cái kịch bản 1, 2 sớm ở cái giai đoạn sau, ngay sau phán quyết có thể xảy ra. Bởi vì rằng là nó là cái sĩ diện. Tôi nghĩ rằng là không phải là các đối tác không nghĩ đến mình mà cũng không nghĩ đến người. Có cả, nhưng có những cái phần phản ứng tâm lý ở đây. Cuối cùng nó sẽ xảy đi theo cái hướng là cái phương án 3. Về cơ bản tôi cũng rất là tán thành với cái nhận định của anh Chu Hồi. Nhưng mà cách tiếp cận cái của tôi nó có hơi một, có lẽ là phải làm rõ thêm một tí. Tôi đồng ý là trong ngắn hạn ấy, là có thể khả năng 1-2 vẫn còn tiếp tục và có thể nói là sẽ xảy ra trên thực tế. Nhưng mà tôi cũng khác anh Hồi một tí, không phải là do cái sĩ diện, nó lại thuộc vào cái tính toán, cái chiến lược của Trung Quốc anh ạ. Và như chúng ta đã từng biết rồi, chúng ta đã dự kiến từ đầu năm hay là thậm chí 25 chúng ta nói là tình hình Biển Đông sẽ cũng tiếp tục có những phức tạp. Và những tính toán của Trung Quốc nó phụ thuộc vào cái chiến lược của cái lớp lang bài bản nó đã tính rồi. Mà nó căn cứ vào cái tình hình thế giới và khu vực, cũng như là những diễn biến đó để họ tính ở mức đi. Nhưng mà bản chất của vấn đề thì chưa thấy gì có thay đổi với cái lập trường của Trung Quốc. Cho nên chúng ta nên lưu ý rằng là tình hình sắp đấy nó sẽ còn những diễn biến phức tạp hơn nữa. Và gây những căng thẳng hơn nữa, mà có thể họ làm những điều mà chúng ta cần phải lường trước để mà chuẩn bị ứng phó, không phải vui mừng quá với cái này để chúng ta quên đi là những cái điều có thể xảy ra mà chúng ta cần phải chuẩn bị ứng phó. Vậy thì Việt Nam có thể nhìn thấy gì từ vụ kiện này ạ? Thực ra Việt Nam thì vừa có lợi ích ở trong này, như vừa có những các cái chịu những cái tác động tích cực được hưởng, nhưng đồng thời cũng sẽ có những cái tác động mà không tích cực. Và cái không tích cực với cái tích cực thì vừa rồi thực ra chúng ta cũng phân tích rồi. Tôi tin tưởng rằng là trong một cái bối cảnh hiện nay thì nhìn khái quát là nó đã chuyển ra một cái cục diện có lợi hơn cho
cho những các cái quốc gia mà có những cái lợi ích trực tiếp ở trong cái khu vực biển này, trong đó có cả Trung Quốc. Nếu đúng. Như khai thác đúng, đúng. Rất có lợi. Tự anh rút đi một cái gì đó mà anh cảm thấy giật mình rằng là có lẽ nó cũng hơi quá đáng thì nó hơi khó. Nhưng mà khi có một cái cớ như thế này để anh thay đổi đi cũng là cớ. Còn nếu như đây là một cái cơ hội để anh thay đổi mà anh không thay đổi thì nó lại chỉ dẫn đến những cái xấu hơn thôi. Xấu hơn kể cả về mặt hình ảnh, xấu hơn kể cả mặt uy tín, xấu hơn kể cả mặt khác nữa. Chứ đừng nghĩ chủ quan là mình mạnh là cái gì cũng mạnh đâu. Đúng rồi. Không có đâu. Và chúng ta phải có một cái công tác truyền thông, giáo dục, tuyên truyền để người ta hiểu rõ bản chất của cái phán quyết này, cái tác dụng của nó đến đâu, đúng không? Và cái tình hình, cái ảnh hưởng của cái phán quyết trong cái tình hình này. Tình hình Biển Đông căng thẳng hay không là không phụ thuộc vào cái phán quyết này. Cái việc mà không có phán quyết họ vẫn gây ra căng thẳng. Đúng. Thế nhưng mà có cái phán quyết là cái cớ. Đúng rồi. Thứ hai nữa là chúng ta vẫn phải tiếp tục khai thác cái biện pháp pháp lý này như là một cái vũ khí hết sức quan trọng trong tình hiện nay. Việt Nam sẵn sàng đàm phán để giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Thế mà đàm phán không xong, văn minh nhất, hợp tình hợp lý nhất trong cuộc sống hiện nay là nhờ đến các cái cơ quan tài phán. Mà vẫn là hòa bình. Vẫn hòa bình. Vẫn là và họ sẽ giải quyết cho chúng ta rõ. Và nếu mà đưa ra đó mà họ phán mà như thế nào chúng ta phải chấp hành. Chúng ta có nghĩa vụ và có quyền lợi trong đó và chúng ta thực hiện đầy đủ cái phán quyết đó. Đấy là một cái thái độ ứng xử văn minh trong cái thế giới hiện nay. Và tôi cho rằng đây là cách mà chúng ta cần phải nghiêm túc nghiên cứu. Kính thưa quý vị và các bạn, cho dù là khả năng nào thì phán quyết của PCA cũng sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để các nước khu vực và cộng đồng quốc tế đấu tranh bác bỏ các yêu sách phi lý của Trung Quốc. Và tất nhiên, đó sẽ là một phán quyết mà Việt Nam có thể tận dụng trong cuộc đấu tranh để bảo vệ những quyền và lợi ích của mình ở Biển Đông. Kết quả phán quyết vừa rồi thì tôi cho rằng là tòa rất vững vàng về mặt chuyên môn, rất bám sát vào pháp luật. Nó thể hiện là đã cho thế giới và ngay cả Trung Quốc phải nhận thức là cái thượng tôn pháp luật là một cái đòi hỏi cao nhất đối với các thành viên của Liên Hợp Quốc và đặc biệt đối với những thành viên của chính Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Và cái động cơ của Philippines kiện và đặc biệt cả cái hội đồng trọng tài họ xem xét này không phải để nói rằng Trung Quốc thua hoặc là Philippines thắng. Không phải thắng thua ở chỗ này. Mà cái thắng ở đây chính là bảo vệ cho được cái công lý, bảo vệ cho được cái chính nghĩa và đặc biệt bảo vệ cho được cái công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển của mà nhân loại đã dày công xây dựng nó. Những cái phán quyết nó đi sát thế, cái lợi ích như thế nó rất có lợi. Vấn đề như tôi nói, các nước khai thác đến đâu được những cái lợi ích này, nó lại là bước đi thứ hai. Và tôi tin rằng những người Trung Quốc mà có thiện chí trong cái vấn đề này thì chắc họ sẽ nhận rõ vấn đề. Và tôi tin rằng là họ sẽ có được những cái ứng xử thích hợp nhất để bảo vệ cho được công lý này và cũng chính bảo vệ cho cái thanh danh uy tín của cái nước Trung Hoa mà mọi người hết sức ngưỡng mộ. Trong một cái bối cảnh hiện nay thì nhìn khái quát là nó đã chuyển ra một cái cục diện có lợi hơn cho những các cái quốc gia mà có những cái lợi ích trực tiếp ở trong cái khu vực biển này, trong đó có cả Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng là đánh giá rất cao về cái hành động của Philippines và tìm ra được những cái nội dung thích hợp và sử dụng được cái thủ tục pháp lý thích hợp để kiện lên. Nói một cách thành thật, đấy là những người mà họ cho ta những cái bài học rất quý trong quá trình sử dụng cái biện pháp đấu tranh pháp lý này. Thế là nó cho mọi người thấy rằng là cái gậy công lý, cái gậy luật pháp của quốc tế vẫn là cái chỗ dựa của nhiều quốc gia.